Nhụy hoa nghệ Tây là một loại gia vị quý hiếm, tạo hương, tạo màu cho các món ăn. Và ngoài ra, còn dùng làm một vị thuốc. Sở dĩ nhụy hoa nghệ Tây quý hiếm là bởi hoa chỉ nở trong một thời gian rất ngắn, cuối tháng 10, đầu tháng 11. Hiện nay, Iran vẫn là quốc gia xuất khẩu nghệ Tây chủ lực nhờ điều kiện khí hậu và môi trường đất đai phù hợp. Nhưng có một quốc gia vốn nổi tiếng về thuốc phiện đang thay đổi hình ảnh của mình bằng nghệ Tây. Những bông hoa nghệ Tây đang nở ở thành phố Herat, Afghanistan. Đây là vùng trồng nghệ Tây mới phát triển ở địa phương vốn nổi tiếng về thuốc phiện này. Chính quyền và người dân thành phố đang hy vọng nghệ Tây sẽ giúp họ giải quyết được nạn trồng cây thuốc phiện, vốn là loại cây trồng mang lại thu nhập lớn dù phi pháp. Chính bởi vậy, cần phải có một loại cây trồng mang lại lợi nhuận đủ cao mới có thể hướng người nông dân ra khỏi nghề trồng thuốc phiện. Nghệ Tây là một trong những loại gia vị đắt đỏ nhất thế giới. 1 kg trên thị trường các nước phương Tây có giá tới 1.500 đô la. Giá cao chính là một yếu tố thu hút những người dân nghèo trước đây chỉ biết trồng thuốc phiện tham gia việc trồng nghệ Tây. Ông Mohammed Ibrahim, 65 tuổi, là một trong những người tham gia đầu tiên. Trồng nghệ Tây là công việc hợp pháp và lợi nhuận rất cao, rất tốt so với trồng thuốc phiện. Loại cây trồng này rất tốt nên tôi muốn nói với những người vẫn còn trồng thuốc phiện rằng loại cây các bạn trồng bị Thượng Đế và con người loại bỏ rồi. Chủ tịch Hiệp hội Nghệ Tây Afghanistan Basir Ahmad Rashidi cho biết, hiện tại ở tỉnh Herat có khoảng 400 phụ nữ đang làm việc trên những cánh đồng nghệ Tây. Có người làm cả ngày, có người làm công ăn lương tùy theo công việc. Nghệ Tây không chỉ mang tới những hình ảnh đẹp mà còn tạo thêm việc làm cho rất nhiều phụ nữ. Nghệ Tây mang cơ hội tốt đến cho những người phụ nữ làm việc trên đồng ruộng. Làm việc ở đây chúng tôi có tiền để hỗ trợ gia đình, có tiền để trang trải cuộc sống và có tiền chúng tôi có vai trò tích cực trong xã hội. So với năm ngoái, sản lượng nghệ Tây xuất khẩu năm nay tăng 15%. Với 3.000 hecta ruộng trồng nghệ Tây, tổng sản lượng của vùng năm nay là khoảng hơn 8 tấn. Đơn hàng nghệ Tây của chúng tôi năm nay tăng mạnh và chúng tôi được khuyến khích tăng trồng. Dự kiến năm nay sẽ là 8 tấn và sản lượng năm nay cao hơn năm ngoái. Nghệ Tây là loại cây màu đã có mặt ở Afghanistan ít nhất 2.000 năm. Khí hậu khô là điều kiện lý tưởng nhất để trồng loại cây này. Việc thu hoạch hoa của chúng để làm gia vị cũng đòi hỏi nhiều công sức, dù chỉ là công việc tay chân đơn giản. Phải hái nghệ Tây lúc trời còn nắng. Ngắt lấy nhụy hoa nhưng lại không được để nắng chiếu vào sẽ làm mất hương thơm đặc trưng của hoa. Mùi hương đó và màu vàng của nhụy hoa chính là thứ làm nên giá trị cho loại gia vị này trong chế biến thực phẩm. Ngành sản xuất nghệ Tây của Afghanistan đang phát triển nhanh và đã thiết lập được danh tiếng trên thị trường nghệ Tây vốn do Iran chiếm giữ, với sản lượng chiếm khoảng 90% sản lượng toàn cầu.